Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mọi người. Và tối ngày hôm nay sẽ là ngày 25 tháng 8 và một ngày khá đặc biệt để cho tất cả bạn hội cũng như là tất cả thành viên trong game cùng nhau tranh giành cái top bạn hội cũng như là top cá nhân. Và chúng ta chỉ còn khoảng hơn 25 phút nữa thôi sẽ kết thúc đua top tháng này nhỉ nè. Và bây giờ chúng ta cùng điểm sơ qua thử top bạn hội và cá nhân thời điểm hiện tại như thế nào nha. Hiện tại top bạn hội thì bạn Hát đang top 1 với 378, 063 thiệp. Bạn Thiên top 2, 185k, 555 vật phẩm thiệp. Bạn X là có 161, 161k, 404 thiệp. Bạn Ngáo thì top 4 vậy nè. Bạn Ngáo top 4, 102k, 948 thiệp. Và bạn Mai Giáo có 67.000, 059 thiệp. Thì đây là 5 top bạn hội, có thể nói là đến thời điểm bây giờ chắc là cũng kết thúc với khu vực bạn hội rồi. Tại vì tầm này có nộp cả nơi cũng khó mà vượt lên được nhiều top khác. Rồi thì chúng ta nhìn sơ qua thì bạn Hát top 1, bạn Thiên top 2, bạn X top 3, bạn Ngao top 4 và Mà Giao top 5. Và chúng ta cùng nhìn sơ qua cái lượng thiệp cá nhân. Hiện tại ở thiệp cá nhân tính đến thời điểm hiện tại bây giờ thì bạn cao thủ Ga Con đang top 1 với 221k, 710 thiệp cá nhân. Và top 2 là Hình Ca có cho mình 90.000 thiệp cá nhân. Và top 3 đó là AE Super Báo có cho mình 83.051 thiệp cá nhân. Và lượng thiệp mà trên 20k thì mới tính nha nè. Như là Trầm Lạnh không tính, là 55 không tính, là Quỳnh Anh và tất cả những anh em bên dưới cũng không tính nha nè. Tại vì cái yêu cầu của thiệp cá nhân thì phải hơn 20k thiệp thì mới được tính vào danh top nha nè. Và chúng ta thấy rằng là có 3 cầu thủ nằm trên top, đó là Gà Con top 1, Hình Ca top 2, AE Super Báo top 3. Và kết thúc sẽ diễn ra vào lúc 23:59 ngày hôm nay, chỉ còn vài chục phút nữa thôi. Anh em chúng ta cùng chờ đợi kết quả xem thử có nhảy thêm như thế nào nữa không nha nè. Và anh em theo dõi đừng quên để lại cho Khải như là tất cả các bạn hội như là tất cả anh em trong game tụi game chỉ làm chương trình 1 này, một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi, ủng hộ tinh thần liệu ngày hôm nay ai sẽ lên top 1 và top 2, top 3 đây. Đây là tính thời điểm hiện tại bây giờ chỉ như thế này anh em ơi, chưa có gì biến đổi không. Tí nữa xem có gì biến đổi Khải sẽ báo anh em xem nhé. Đây nè, trong thời gian chờ đợi thì chúng ta cùng xem sơ qua cái khảo nghiệm bạn hội và cá nhân tháng 8 này gồm những phần quà nào nha. Đây anh em à. Này. Ở khu vực mà mấy chủ đa danh kỳ sử á, đây là bạn hội nè. Bạn hội là phải đủ trên 60k thiệp nha nè thì mới xét diện phần thưởng nha. Rồi, chúng ta cùng điểm sơ qua. Top 1. Bắt đầu top 1 chúng ta sẽ gồm đó là đầu tiên thường thường sẽ là một trang bị hồn kim môn phái tự chọn, được chọn tất cả loại hồn kim môn phái trừ trang bị hạn chế nha nè, thuộc tính trang bị mất option. Thì đây có thể nói là top 1 nha nè. Top 1 sẽ cao thủ sẽ nhận cái phần quà này, có thể là nhận vũ khí này vũ khí kia, nói chung là ưu tiên là vũ khí. Thầy thấy đa số top 1 là nhận vũ khí. Rồi phần quà tiếp theo đó là một bảo rương hồn kim môn phái loại 2. Khi một kim phái loại 2 thì loại 2 là gồm những vật phẩm gì thì anh em muốn nhìn sơ qua đây. Loại 2 thì chúng ta sẽ gồm như là bao tay tứ không nè, áo mộng lông nè, rồi dây phục ma nè. Đó. Rồi tiếp tục bên dưới. Loại 2 tiếp theo là đại lưng hám thiên nè, đại lưng cớ nghiệp thiên bang nè. Đó. Bao tay ngự long nè. Đó. Tiếp theo loại 2 tiếp theo đó là bao tay thiên quang nè, bao tay thiên quang loại 2 nè, giày xăm hoàng loại 2 nè, áo bánh hàng loại 2 nè, và giày bánh hàng loại 2 nè, nón địa phách loại 2 nè. Tiếp tục hướng năm độc thì có đó là giày u lung loại 2 nè, giày u lung loại 2 nha nè. Rồi áo ô lung loại 2 nè, áo minh áo loại 2 nè, giày minh áo loại 2 nè, và chú phượng hoàng nón chú phượng nó là loại 2. Rồi ta gọi tiếp tục nữa nào. Loại 2 tiếp tục nghe mi thì đó là bao tay vô gian nè, giày vô ma nè, và cái này là áo vô trần à, áo này bị bóp luôn rồi mà. Áo là gì đó đúng không, áo
áo hay nón ta. Yêu phối. Yêu phối như là, yêu phối như là gia truyền không phải. Hoặc tâm thường hưởng phong độ chúng sinh. Chắc là đai lưng rồi không? Rồi, tiếp tục nè. Đội hai tiếp theo của Thế Yên đó là bào tây tơ hoàn, bích hải đái, đan lưng bích hải, ngọc bội bích hải. Đó là loại hai đó nè. Loại hai của cái bang này gồm nón cái bang đồng cừu nè, đan lưng định khái nè, và rồi hết hai cái đó thôi. Cái bang thì nón và đội đai lưng. Về hướng của thiên nhẫn thì có ba tay ma sát nè, đan lưng ma sát nè, giày ma thủy nè, rồi nón ma hoàng. Đó là loại hai. Trời, mấy đồ này vứt rác này mà. Nón ma hoàng này sẽ vừa bán cái vài kim thôi này mà, nếu mà răng này chỉ có to luôn. Rồi tiếp tục, tục là gió đan này, cặp phong tới ngọc bội này. Đó, ngọc bội cặp cặp phong này và ngọc bội liên nhạc đó. Gió đan thì ngon nha, bội cặp phong, ngọc bội liên nhạc mở rắm đông hơn hơn ra nha nè. Rồi loại hai của cung luôn thì gồm ngọc bội lôi khung, bao tây xương tinh. Đó, đó là loại hai. Mở ra cung lôn cũng ngon nè. Giờ đang cung lôn ngon. Rồi, hết rồi nè mà. Chúng ta nhìn sâu qua tiếp tục. Đó là phần thưởng của nếu như nhận top 2. Và tiếp theo đó là một voi vi phong giá sơ bào kỹ năng 3 tháng, giá sơ bào kỹ năng 1 cấp 3 tháng. Rồi, thứ tư đó là một bộ bí tịch mật tịch thủ quyển 1 đến 20. Tổng năm nó là một ấn tính thạch mát option, có thể chọn phòng thủ lấy hạt gì đó. 1, 2, 3, 4, 5. Cái thứ 6 là set ăn ban hồng mỹ đó. Mà khả nghĩ cái top 2, top 3, top 2 có thể nhận là một bộ bí tịch mặc tịch, khả nghĩ là vậy. Tại vì nó giá trị cao hơn cái bảo rương loại 2. Cũng có nhiều khi nhiều anh em đã thích bảo rương loại 2, nhưng chúng nó không chưa biết được. Tại vì nếu đã nhận rồi thì những người khác sẽ không nhận được món đó nữa. Và set ăn ban hồng mỹ random option, cái này cũng nằm trong vị trí khả nghĩ sẽ có người chọn. Rồi thứ 7 là bộ random định quốc, 8 là cực phẩm, 9, 10, 11. Mà top cuối cùng đó là bung tiêu. Nói chung là từ năm top thì anh em muốn chọn nào chọn thôi, trừ những ai chưa nhận thì sẽ nhận thôi nè. Rồi cái ban họ nông như cá nhân vậy nha mày, không gì khác cả. cá nhân này, cá nhân thì phải đủ 20k nha, 20k mới xuất diện nha. Cái cá nhân thì đủ 20k mới xuất diện được nha. Thì phần thưởng nó như nhau thôi, phần thưởng nó giống như bên ban hỏi thôi. Không khác gì như nhau. Phôi dán sơ bào kỹ năng ở lần này thì có thêm cái mới là một phôi phi phong dán sơ bào kỹ năng một cấp hàng sử dụng 3 tháng. Nó cái này mới nè. Ở tháng này có phi phong này mới nè, hàng sử dụng 3 tháng quá dữ luôn. Rồi anh em theo dõi video thì đừng quên để lại cho Khả like, chia sẻ, hỗ trợ, và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi hắn kết quả như nào. 20 phút nữa nè mọi anh em ơi, sau khi 5 phút trôi qua thì chúng ta đã có thêm hai cầu thủ, đó là Lão Lão 24 vật phẩm và HN Lewis có cho 20k vật phẩm anh em ơi. Thêm hai cầu thủ nữa thành 5 người ở trên top anh em. Rồi chúng ta cùng chờ đợi kết quả tiếp tục, thử ai nộp thêm nữa hay không này. Ok anh em ơi, còn khoảng 3 phút nữa bắt đầu chốt rồi, chúng ta cùng xem thử có gì biến đổi không nha. Ui, ta thấy mình quá căng anh em ơi. 3 phút cuối cùng mà có vẻ như là nộp thiệp khá là nhiều. Gà con 220k và không nộp thêm, chỉ nộp thêm cái top 6 35k, top 7 29k. Và ta nhìn sơ qua thì HN Lewis 38k, Hoàng Kỳ Nam 38k, mèo con 35k, chó con 29k, và Lão Lão 24k, và Quý Atip 23k5, Sài Gòn Hẻm 20k. Chúng ta còn 2 phút nữa để kết thúc cái nộp thiệp này nè mà. 2 phút mà thôi, 2 phút chúng ta sẽ kết thúc cái nộp thiệp này. Quá dữ luôn. Chúng ta cùng chờ đợi xem thử như thế nào đây. 2 phút nữa nè mới, hay căng đấy, khá là căng đấy.
Rồi, có lên được không? Có lên, có lên nha. Có lên nha. Chúng ta thấy rằng là HNLX là lên 55k. Sau con hẻm là lên từ 20k lên 40k. Hoàng Kim Nam vẫn giữ 38 và mèo con, chó con vẫn giữ 35-29. Lão Lão vẫn 24 và Quý Atit vẫn 23. Chúng ta còn khoảng hơn 1 phút 30 giây nữa mà thôi. Hơn 1 phút 30 giây nữa mà thôi. Sẽ chính thức khép lại cái mùa đua tốt tháng này. Quá dữ, nó còn 1 phút cuối nữa mà. 1 phút cuối nữa mà. 1 phút cuối. Ok, chúng ta cùng chờ đợi xem 1 phút cuối nữa nè mày. Vài chục giây nữa thôi. Ôi, chó con, gà con đã xuống bên dưới rồi. HNLX là top 4. Chúng ta cùng chờ đợi kết quả nè mày. Quý, Sài Gòn Hẹn mà lên, Hồng Kỳ Nam 38. Mèo con, chó con, top 9, top 10. Quá dữ luôn. Phút cuối cùng. Độ 90k được 200 300 450 500 600 700 800. Mùa này tổng là còn 800 này mà. Còn 800 cá nhân. Rồi, chúng ta đang chính thức kết thúc chưa? Thúc rồi đây mà. Huỳnh ca là có vẻ như đã kết thúc. Có vẻ như đã kết thúc. Mà xem thu nộp được không? Ok, kết thúc rồi đây mà. Và sau khi kết thúc thì chúng ta nhìn sâu qua thì cái khu vực ban hội thì không gì thay đổi rồi. Hát top 1, thiên top 2, ít top 3 và ngã top 4 và mai giáo top 5 như nào. Đó là khu vực ban hội. Chúng ta chốt lại lần nữa cá nhân nè. Ở khu vực cá nhân thì chúc mừng, chúng ta xin chúc mừng cao thủ gà con đã nói cho mình top 1 221k. Và top 2 đó là AE số bộ báo 101k. Top 3 đó là Hình K 90k. Top 4 đó là HN Lewis 55k. Và top 5 là Lào Lão 50k. Top 6 là Quý Atip 47k. Top 7 đó là Sài Gòn Hẻm 40k. Top 8 là Hoàng Kỳ Nam 38k. Top 9 là mèo con 35k và top 10 là chó con 29k. Đó là điểm sâu qua 10 cá nhân ngày hôm nay đã được top nha nè mày. Rồi, nói chung thì quá là thú vị nè mày. Với những cái phần nộp đầu tiên như thế này thì có vẻ như không ai tranh giành với gà con. Gà con là nhận lấy phần thưởng này tương đương với 221k thiệp, nhận cho giá mua trung bình là khoảng 1.5 đi. 1.5 một thiệp thì khoảng tầm 330 kim nhân cho 67, tương đương hơn 22 triệu Việt Nam đồng. Hơn 22 triệu Việt Nam đồng nha mọi người. Còn lại là có thể là chênh lệch một tí, chênh lệch trên này dưới một tí nha nè. Đó, nó ok luôn. Rồi top 2 thì khoảng tương đương khoảng hơn 10 triệu nè mà. Top 2 tương đương khoảng hơn 10 triệu 101 nhân cho 15. Đúng rồi, 150 kim, hơn 10 triệu. Rồi, tổng 3 cũng gần 10 triệu này mà. Rồi, đây là tổng sơ qua các top ngày hôm nay. Thì nói chung là anh em phải hiểu vấn đề là top ở đây á, top 1 á, nếu top 1 nhận rồi thì vật phẩm top 1 đó không còn nữa. Và tiếp tục là những phần quà còn lại dành cho top 2. Và sau khi top 2 chọn xong thì những phần quà còn lại sẽ là top 3 nè. Cứ lần lượt như vậy cho chúng ta đến top 10 nha nè. Đó, phần quà lúc nãy Khải cũng đã sau cho anh em xem sơ qua rồi. Thì phần quà khá thú vị. Rồi, nói chung thì có vẻ như cái video đồ tốt ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây và Khải xin phép offline luôn, hẹn em ngày mai gặp lại nha. Và chúng ta xin chúc mừng gà con lần nữa đã lên top 1 nè mọi. Và top 2 là AE số bộ báo, top 3 là Hình Ca, top 4 là HN Lewis, top 5 là Lão Lão, top 6 là Quý AT, top 7 là Sài Gòn Hẻm, top 8 là Hồng Kỳ Nam, top 9 là mèo con chó con. Mèo con chó con là của gà con luôn nha nè mọi. Thì gà con đang có cho mình top 1 và top 9 top 10 nha nè. Gà con ấm được 3 top. Đó.
Rồi, anh em theo dõi nhớ đợi lại cho video này, khải một like chia sẻ hỗ trợ nha anh em ơi. Và không gì hơn kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha.